Xin chào Hà Giang, lần thứ tư chúng mình gặp nhau, không biết là bạn có nhớ mình hay không? Hà Giang là mảnh đất địa đầu Tổ quốc mà Yến rất là yêu mến. Lúc nào thì mình cũng choáng ngợp bởi thiên nhiên hùng vĩ ở nơi đây. Và trong hành trình xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam lần này, thì Yến sẽ dành hơn một tuần ở Hà Giang. Ngoài việc là đi thăm những cái địa điểm mà mình chưa từng đặt chân đến, như là dinh thự họ Vương này, bản Lao Sa này. Hiện tại thì Yến đang có mặt ở bản Lao Sa. Wow, hoa cải cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Nho dòng. Không phải à? Xin chào là gì? Nho dòng, đúng không? Thì mục đích chính chuyến này của Yến là muốn đến thăm những người quen cũ mà mình đã gặp trong chuyến đi Hà Giang năm 2020. Các bạn còn nhớ Dính không? Dính à? Cô gái Hờ Mông vô cùng xinh đẹp đã dẫn mình đi hái quả óc chó. Và đây là bà Giống Lòng ở gần nhà Dính. Mặc dù không biết nói tiếng Kinh nhưng bà lại rất là quý mến mình. Đây là cụ Hương ở trong làng cổ Thiên Hương. Sau 3 năm thì mọi người thay đổi như thế nào? Liệu có nhận ra Yến hay không? Các bạn hãy cùng mình đi tìm kiếm câu trả lời nha. Bà cụ này thì sao ạ? Cái này hả? Dạ vâng. Đây là bà của ông Lư. Dạ vâng. Dạ đây. Trên này ạ. À. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Để cháu quay xe. Dạ. Mình vừa hỏi được đường thì đây là nhà của Dính các bạn ạ, và là nhà của bà Giống Lòng luôn. Thì bây giờ thì Yến sẽ mang một số tấm ảnh mình chụp từ năm 2020 để vào hỏi lại xem mọi người có nhớ mình không nhá. Có nghe thấy tiếng của mấy đứa nhỏ đang ở đây qua bức tường này. Đi thôi. Có ai ở nhà không ạ? Anh ơi, con thấy bà. Con chào bà. Con vào được không ạ? Dạ. Ừ, trời. À? Dạ. Có việc gì đây? À, đây phải bà không ạ? À, đúng rồi. Đúng ạ? Đúng rồi. À, em chụp từ lúc nào đấy? Từ tháng 9 năm 2020 ạ. À, thế à? Dạ vâng. Vâng ạ. Con chào bà. Tôi đã vào đây phải không? Dạ vâng. À. Ui, bà đang làm gì đây? Bà đang làm gì? Ở đâu về? Dạ, em ở Bắc Giang ạ. À, bà em ơi. Bà ơi. Bà nhìn này. Trời ơi. Phải bà không? À, chụp từ lúc nào rồi? À, tháng 9 năm 2020. Để chỗ tao mà phê chồng luôn. Dạ. Con kỷ niệm bà nhá. Rồi, chúc bà xin cảm ơn. Ai cũng khen là đẹp. Đẹp lão lắm. Dạ. Bà bảo là mình em ở đâu về? À, em ở Bắc Giang. Mình nhớ phụ là Tây Gia, em phụ là Hồ Yên Cát Tê à. Bà nhà em ở đây. Dạ vâng. Con kỷ niệm bà tấm ảnh này. Đi vào nhá. Vào trong nhà ngồi đi. Trò tấm tê chỉ với cháu. Đẹp quá. Dạ. Này. Bà giơ lên nào để cho khán giả so sánh nào. Đây, xem nào. Đây, bà nhìn con. Đó. Đây, con kỷ niệm bà nhá. Rồi. Dạ, xinh quá, đẹp quá. Bà đây là bà Giống Lòng, đúng không? Bà Giống Lòng rồi mà. Con vẫn nhớ tên nhá. Bà Giống Lòng rồi mà. Dạ vâng. Bé trai là thằng này đây. Đúng rồi, còn bé gái thì sao? Còn đây là Dính. Dính, à Dính dưới này đúng không? Vâng, tí nữa em xuống dưới Dính nữa. Rồi. Còn bé trai. Nhưng bé gái đâu? Nó đi học rồi em ơi. Đi học ạ, hôm nay chủ nhật mà. Không, nó đi học xa đấy. Thế ạ? Con tên gì nhỉ? Ra đây, cô bảo ra đây. Con tên gì nhỉ? Đậu à? Ra đây, cô cho xem đậu này. Ra đây, ngồi đây. Ai đây? Phải đậu không? Đậu cầm lấy, tặng đậu. Đậu thích không? Thích à? Đậu đấy, đậu 2 năm trước đấy. Đậu chơi ô tô đấy. Thích chưa? Chơi chưa sao? Cho bà xem.
Đậu vẫn chưa lớn hơn là bao nhiêu nhá. Vẫn giống ngày xưa, vẫn giống hè thôi, chưa khác gì cả. Bây giờ Đậu mấy tuổi? 6 tuổi rồi à? Ui, 6 tuổi này là hơi còi nhá Đậu nhá. Cái cổng nhà mình làm em không nhận ra nhá. Em đi qua rồi xong rồi em phải hỏi một chú ở dưới đây xem là nhà ảnh, em giơ ảnh ra hỏi xem nhà cụ ở đâu. À. Thế là chú đấy mới chỉ là đi ngược lại. À. Nhà cổng này. À. Thế tức thì là mới... chưa vào là cái cổng này mình chưa? Chưa có cổng này, là cái ngõ vẫn đi thẳng xuống đây luôn. Ừ. Chưa có cổng. 2 năm, từ tháng 9 năm 2020. Rồi. Các bà là hay ngồi đứng ấy. Lâu đấy. Anh ơi, ca phiên dịch giúp em với. Ơi. Bà nói chuyện em không hiểu. À, bà bảo là con biết con gái bà không thì chắc là không biết rồi. Nói chung là bỏ. Không biết á. Đâu nào, anh giới thiệu anh là con út của bà. Con út. Anh tên là Lừ. Dạ vâng. Sùng Mỹ Lừ. Vâng. Còn hôm nay anh rất vui và nói chung anh rất ngạc nhiên, rất vui và vì tự nhiên em lại có cái tình cảm như thế. Tận 3 năm trước hôm nay quay lại thì đấy mẹ anh vẫn còn đây. Vâng. Thì đấy là cái anh rất là cảm ơn em. Em cũng rất vui khi bà vẫn còn. Anh rất cảm ơn em. Đấy 3 năm rồi các bạn có vẻ không nghĩ là đấy lại bà lại có một người chụp được các cái hình đẹp như thế. Chúc sức khỏe bà. nên chỉ chưa xét thi là bỏ. Cả ly. Tối nay ở chơi gia đình anh. Có hẹn ở bên đồng văn. À thế à? Thì nữa vợ anh về và vợ Dính cũng về. Đấy, nhà Dính tiền Dính này. Đấy, thế là không thì tối nay ở đi chơi xong là tối nay lại ngủ với nhà gia đình anh một tối. xem cảm giác ở trên là đồng bào như thế nào thôi. hôm nay em lại có hẹn ở bên dưới đồng văn. À thế à? Vâng. Thế còn em thế là em cũng có nhiều bạn ở trên này mà nhỉ? Vì thằng em ấy. Ui thôi anh ơi, không muốn được nữa. Thật đấy, không một tí thôi. Một tí anh sẽ nói cái này cho em. Một tí. Tức là đồng bào của anh thì mình được uống 2468, mình không được uống 1379. Rồi ạ. Mình uống trắng không uống lẻ. Vâng vâng. À, với một quan niệm mà may mắn đấy. Dạ vâng. Hôm nay lại học thêm một bài học mới rồi đấy. Có mà. Kể cả mình đi vào nhà người khác thì bao giờ họ rót một chén thôi mình cứ đòi thêm một chén nữa. Để cho có đôi. À, tức là phải có đi có lại. Không, tức là ví dụ người ta chỉ anh chỉ mời em một chén thôi, bảo anh là thế thì em là lại anh một chén. Vâng. Như thế để mình xếp mình xin phép mình được uống hai chén để cho nó có đôi. Bà bảo em có chồng chưa? Chưa. Chưa. Ế rồi. À. Ôi, tôi đi làm dâu về mông nhá. Ế rồi. Con chồng á. Chưa. Rồi, còn trẻ quá. Quá trâu, thật tiếc tôi mở ra lò. Nó bảo là cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Đấy. Em đi rồi khi nào có thời gian lại về chơi bà. Vâng, đấy. Bà phải thật là khỏe. Thì để có nhớ sẽ chủ thích tiền rồi. Con vẫn mãi nhớ tên bà. Nhớ tên bà gió lần về. Bà Dũng Lầm. Mặc dù là không biết là ý nghĩa là gì có. Nhưng mà... Bố anh tên là Lùng. Thì dân tộc của anh ấy có cái đổi đệm. Dạ vâng. Có cái lấy đổi đệm. Thì ngày xưa bố là Sùng Mỹ Lùng thì sau này lấy vợ sinh con đẻ cái rồi đổi thành Sùng Dũng Lùng. À. Đấy, còn bà thì bây giờ người ta gọi bà thì gọi theo tên của bố thôi. À, vâng. Tên của bà thì gần như là người ta không gọi, người ta chỉ gọi bà Lùng, ông Lùng, bà Lùng thôi. À, đấy, còn tên bà này Vàng Thị Cỡ. Dạ. Con lên thăm Dính nhá. Vâng. Đấy, em lên Dính thì anh dẫn đường lên. Thôi, để cho bất ngờ. Anh Dính biết. Để bất ngờ để gặp Dính nhá. Được. Đậu ơi. Có gì, có gì kìa. Chào Đậu, bye bye Đậu nhá. Ờ, bye bye. Bảo ra chụp ảnh cùng thì không chụp. Hồi bé có xấu hổ đâu. Hả? Giờ lại xấu hổ rồi. Thế bạn gái tên gì nhở? Con tên gì? Mai. Ôi, tên hay quá. Chào Mai nhá. Bye bye. Cô đi đây. Chăm học nhá. Chăm học, lần sau cô mang mua chuyện, mua sách lên cho đọc. Vâng. Nhá.
học chữ nhá. Rồi, bye bye. Ok. Cái gì đấy? Ai nhở? Dính ngày xưa đi hái óc chó ấy. Dính? Vâng ạ. Còn dính không? Ngày xưa anh Hải ấy, mình đi hái óc chó ấy. Đây đúng không? Đúng rồi. Tặng em. Vâng, em xin ạ. Chị vừa hỏi mãi mới được biết là em đang bán ở đây. À, chị hỏi em, chị lên tận đây. Hả? Chị hỏi chị vào nhà em, nhưng mà bảo là em bán hàng trên đây. À, em đi đi ngồi. Ok, bé con đâu? Bé con ở nhà chị ạ. Nãy đưa lên xong là em lại đưa về rồi. Bảo lên gặp bé mà. Ok, để lên đi ngồi nhá. Hồi cả hai chị em mình còn sinh. Vâng ạ. Cái đợt này là em đang bầu con bé được 3 tháng này. Thế mà chị không biết đâu nhá. Vâng, bây giờ là con bé được 2 tuổi rồi. Ờ. Vâng ạ. Đây, Dính giới thiệu món ăn nhà Dính đi. Đây là thịt cơm lam, cái này là từ nếp nương ạ. Nếp nương. Vâng ạ. Rồi. Đây là trứng nướng. Trứng gà nướng, đây là trứng lợn có rau cải mèo. Ok. Thích ạ. Ok. Chị ăn gì để em nướng ạ? Đây là cổng trời đúng không? Đây là bãi đá mặt trăng. Bãi đá mặt trăng ở Saphin. Đấy, các bạn đến Saphin thì ghé qua thăm Dính giúp Yến nhá. Cho chị ăn xúc xích. Ok, xúc xích. Tối nay thì chị nghỉ ở đâu ạ? Chị về Đồng Văn. Nãy đi vào nhà bà ngay cạnh nhà em ấy. À vâng ạ. Thì bà cũng bảo là ở lại. Nhưng mà thôi, có hẹn ở Đồng Văn rồi nên phải về Đồng Văn. Sau 2 năm cảm giác già dặn trở thành hơn bao nhiêu ấy. Vâng ạ. Thì chưa lấy chồng chứ? Chưa, vẫn chưa có người yêu đây này. Em còn sắp 2 con rồi đấy. Ồ, có em bé chữa chưa? Em đang có rồi. Ui, thích nha. Thế biết bé trai bé gái chưa? Em vẫn chưa đi siêu âm. Ừ, mấy tháng rồi? Được 3 tháng. Ừ, 3 tháng thì siêu âm được rồi mà đúng không? Vâng ạ. Ừ, bao giờ phải có thời gian đấy. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình muốn siêu âm thì mình phải đến thành phố à? Phải đi ra huyện ạ. Huyện. Ra Đồng Văn ấy. Ờ. Thì từ đây vào Đồng Văn cũng mười mấy 20 cây. Cũng đi thôi chị ạ. Ừ, thế thì cũng đi được. Nhưng hôm nào có thời gian thì đi, chứ dạo này đón khách các thứ. Cuối tuần thì đông khách nhỉ? Dạ vâng ạ, ở đây cuối tuần thì cũng đông khách nên là cũng không cần đi đâu ấy. Ừ. Thế là chuyến này chị đi là chủ yếu là chị gặp lại mọi người thôi. Thật là tiếc khi mà Yến đến homestay Triệu Nghị thì gia đình anh Nghị đã đi Hà Nội các bạn ạ. Nhưng mà anh chị vẫn rất chu đáo là sắp xếp phòng ở cho mình. Và bảo là em mở tủ ra có gì ăn thì em cứ ăn. Mọi thứ thì em cứ sử dụng như ở nhà của mình. Mọi thứ thì vẫn giống như hồi tháng 9 năm 2020. Vẫn cái cổng này, vẫn nhà sàn này. Chà, không có gì khác biệt cả. Đây, nhà của ba bạn này đáng yêu lắm các bạn ạ. Che. Đây là mẹ đúng không? Còn kia là bà cả. Đấy, cho bà kia kìa. Còn đây là đàn cho con. Không, con không lên đâu. Một tí thôi, thật. Không. Mà ngày xưa ngại đâu? Bây giờ anh ngại. Khác. Khác gì? Bây giờ là giữa trưa các bạn ạ. Các bạn có thể thấy nắng chang chang. Và mình sẽ phải lên đường để đi quay. Tại vì nếu mà không đi quay bây giờ ấy thì sẽ không kịp. Nên là bây giờ phải đi làng Tiên Hương này, đi ra Mạ Pí Lèng. Đó, thế nhá, đi đã. Yeah, và xin chào các cây cổ thụ ở làng Tiên Hương. Yến đã quay trở lại rồi đây. Thật sự mà nói thì 2 năm đối với những cây cổ thụ này thì nó chỉ là như kiểu tích tắc thôi các bạn ạ. Tại vì là những cây này đã có khoảng tuổi thọ là 400 đến 500 tuổi rồi cơ. Hiện tại thì ở đây mọi người đã để thêm những chiếc bàn ghế như thế này để có thể ngồi. Ngày trước thì không có đâu các bạn ạ. Mình vừa gửi xe ở đầu làng và sẽ đi bộ vào trong làng. Đi bộ thôi, một ngôi làng yên bình như thế này thì không thích là có tiếng nổ xe máy. Bà ơi, cho con hỏi nhà bà Hương ở đâu ạ? Đây ạ. Ở nhà bà Đương. Bà Đương ạ? Ừ. Dạ. Trong này, dạ vâng, cháu cảm ơn. Cháu cảm ơn ạ. Đây rồi. Vẫn những bờ đá cũ như ngày xưa.
không biết là có ở nhà không. Ôi khóa cửa rồi. Liệu có phải bà đây không? Con chào bà. Dạ vâng, con quay bà được không? Được, đúng không? Bà có biết ai đây không ạ? Đây phải có bà ấy. Phải bà không? Phải, đứa không bà. Bà không nhớ con rồi. Từ năm 2020 ấy. Con đến nhà bà đấy. Con về nhà bà nhỉ? Dạ vâng, con đấy. Chiều cái cửa của bà, nhà bà ấy. Con kỷ niệm bà tấm ảnh đấy nhá. Dạ. Thế bây giờ bà có đi về không? Để con mang vào trong nhà cho bà. Bà có về được không? Hay là tí nữa? Bà một tí bà cũng đi. Vâng nhá, con chào bà nhá. Vâng, rồi, để con cầm hộ bà nhá. Tí về mang ở nhà treo nhá. Rồi ạ. Bà. Dạ. Để cho bà. Đây, con kỷ niệm bà tấm ảnh này. Rồi bà làm việc tiếp đi, xong rồi xong là con với bà về. Con chào bà ở đây nhá. Vâng, vâng, vâng. Đây là Homie Hong. Ngày trước mình có vào có chị Kim. Nhưng mà mình đoán là bây giờ chị Kim không còn đây nữa. Mình có nên vào không nhở? Cứ vào nha. Con chào cô. Không có ai. Dạ, đi vào tham quan được không ạ? Dạ vâng. Con chào anh. Dạ. Sao đâu, chó không sao đâu con. Nói chung chó này là mình làm hôm nay mà nó lại tới chủ mở nhà cửa cho đó. Dạ vâng. Chứ không có làm gì đâu. Vâng, được anh chủ của Homie House mời một cốc nước. Không biết nước gì các bạn ạ. Lá gì lạ thế, em không biết luôn đấy. Em mùi quen đúng không? Lá quen, gì ấy? Quen nhưng mà không đoán ra được. Đúng không? Mà mát, uống mát rồi. Lá gì nhở? Ô. Mùi quen cực. Thật. Mùi này là dịp Tết là hay có cái gì đấy? Tết à? Nó mùi. Ừ, trời ơi. Cuối cùng phát hiện ra là mùi. Nào, rồi anh Minh. Chúc em thành công, rồi. Được may mắn. Rồi. Thắng lại nha. Rất cảm ơn anh Minh. Lần sau quay lại liệu có gặp không ta? Chắc không. Ok. Em đang làm được ước mơ của anh. Ồ. Em biết là em mang theo ước mơ của rất nhiều người. Chán quay. Dạ vâng, cố gắng. Rồi. Cố lên. Rồi. Bye bye cô ạ, bye bye chị nhá. Bye bye mọi người ạ. Đây rồi. Bà đi làm về rồi đấy. Bà ơi. Bà giữ chó cho con nhá. Đây rồi. Con gửi bà tấm ảnh nhá. Đẹp ê. Đẹp không? Đẹp. Đẹp nhở? Ừ. Hôm nay không có ai phiên dịch tiếng cả. Không hiểu tiếng. Dạ. Con ở Đồng Văn ra. Hả? Con ở Đồng Văn ra ở đâu vậy? Có từ Đồng Văn lên. Vâng. Hôm nay một tí đi nhà. Đi dạ Đồng vâng. Văn á. Đi gần mà, 15 phút. Vâng. Kẹo, ngậm kẹo nhá. Cho ăn. Đây con còn 4 cái, con cho bà hết 4 cái. Kỷ niệm bà một cái kẹo. Ăn kẹo cho ngọt. Cho ngọt ngào. Bà xin ạ. Dạ, vâng. Cũng không có gì để cho ăn nữa. Có thì thôi. Dạ vâng. Nhớ con nhá, con tên là Yến. Yến. Con là Yến ạ. Vâng, con tên là Yến. Vâng. Quê Bắc Giang. Người Bắc Giang á. Bắc Giang. Vâng. Con đi xuyên Việt. Đi khắp Việt Nam. Thế là đi lên Đồng Văn. Thì lên Thiên Hương thăm bà. Dạ. Được rồi. Bà về bà có một người có cái gì cho. Không cần cho gì hết, không cần cho gì cả. Bà một người. Con chỉ cần bà luôn sống khỏe nhá. Để lần sau con mà lên thì con lại gặp bà nhá. Lần sau con rửa cái tấm ảnh vừa nãy con chụp cho bà, được chưa? Vâng. Nên là phải luôn sống mạnh khỏe ạ. Bà bao nhiêu tuổi? Bà 70 tuổi rồi. 70 à? Thế là vẫn trẻ ạ.
vẫn trẻ, vẫn rất khỏe nhá. Khỏe rồi bà, lúc này bà cũng yếu nè, đi nhanh đi không được. Dạ. Thì thôi cứ đi chậm, đi bình tĩnh thôi, đi trời sáng, không đi trời tối. Vâng. Ôi, chào chào bác. Thế này thì cháu phải hỏi bác xem bác có nhớ cháu không. Ngày xưa cháu vào nhà bác cháu quay rượu, bác nhớ không? Cháu quay nấu rượu hồi 2020. Hôm nay không nấu rượu nữa à? Hôm nay là chưa. Chưa nấu à? Đang đi quét nuôi hoa quả. Thế à? Cháu ghé qua làng cháu thăm bà, thăm bác một chút thôi. Xong rồi giờ cháu lại về đây ạ. Trở lại Đồng Văn, Yến cảm thấy như được trở về nhà. Thật sự là mọi thứ ở đây rất là quen thuộc, đến nỗi mà mình đi trong đây như một người dân bản địa thật thụ các bạn ạ. Khi mà các bạn đến Đồng Văn thì các bạn có thể ghé thăm làng Tiên Hương, ghé thăm Lũng Hòa B, hoặc đến đây ở phố cổ và ở homestay Triệu Nghị. Mọi thứ ở đây đều như nhà của Yến, nên là các bạn có thể đến và đọc pass Yến Vi Vui nha. Và rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của Yến. Nếu mà thấy hay ý, thì đừng quên để lại cho Yến một like video, một subscribe và comment ở phía dưới nha. Nếu mà ở địa phương các bạn có điều gì hay ho hấp dẫn thì các bạn có thể comment ở phía dưới để cho Yến biết. Biết đâu một ngày nào đấy Yến có thể đến tận nơi và quay clip về địa phương các bạn nha. Ok, mình là Yến, một cô gái mê du lịch, thích tự do, đang đi xuyên Việt khám phá 6 tỉnh thành Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.